kênh Món Ngon Hồ Gươm. Bây giờ các bạn cùng vào bếp với tôi để nấu món chè đậu xanh ăn với hạt trân châu, dừa. Nguyên liệu chuẩn bị cho món này gồm có đậu xanh, đường, nước cốt dừa, bột năng, dừa nạo. Nguyên liệu chuẩn bị cho món này đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ nấu đậu xanh trước. Đậu xanh tôi mua họ đã mỏ đãi vỏ rồi để làm cho nhanh. Nếu bạn không mua được đậu xanh đã bỏ vỏ thì các bạn phải ngâm và bỏ vỏ đi. Hôm nay tôi không sử dụng hết gói này mà tôi chỉ sử dụng 150g thôi. Tôi mang đậu xanh vo cho sạch. Các bạn chuẩn bị một xô nước. Chỗ này là 1.2 lít nước, đậu xanh là 1.5 lạng. Nấu món chè này các bạn cũng không cần phải quá là chính xác, không lo nó đặc hoặc nó loãng quá. Khi thành phẩm chúng ta còn phải điều chỉnh hoặc là cho thêm một chút bột đao vào. Khi đậu xanh nước đã sôi, các bạn hạ nhỏ lửa, thật nhỏ lửa. Hôm nay tôi sử dụng chỗ này là 1.5 lạng bột năng. Nếu các bạn nấu nhiều chè, nấu nhiều đậu xanh thì các bạn phải tăng thêm bột năng lên để chúng ta nặn những cái viên trân châu. Đây là nước đun sôi, tôi vừa đổ ấm nước sôi ra. Tôi chế từ từ vào. Trộn cái bột năng này, các bạn phải lưu ý là nước phải thật sôi. Rồi từ từ đổ vào và cứ một tay đổ một tay trộn. Chỗ này 150g bột năng, tôi cho khoảng 80 đến 100ml nước. Nước thật là sôi, quậy lên khi nào bột nó dẻo như này là được. Nếu nát quá là vo viên rất là khó. Đó, bây giờ cái cục bột nó rất là dẻo như này rồi. Giờ các bạn vo viên. Trong khi vo viên hạt trân châu, các bạn đặt một xô nước. Bây giờ nước đã chuẩn bị sôi, tôi cho các hạt trân châu vào. Khi cho trân châu vào, các bạn đảo nó lên để trân châu khỏi dính vào nhau. Sau khi hạt trân châu đã nổi lên, tôi đun thêm 5 phút nữa. Nếu các bạn nếm thấy của mình nó chín rồi thì vớt ra nhé, không tùy thuộc vào bao nhiêu phút. Vì các bạn có thể vo viên nhỏ, vo viên lớn thì thời gian nó sẽ khác nhau. Bây giờ tôi vớt ra cho vào bát nước lạnh. Hạt trân châu rất là dẻo, mềm và rất là bóng. Bây giờ tôi kiểm tra nồi hầm đậu xanh. Nếu có bọt các bạn hớt bọt đi. Bây giờ tôi bật bếp để cho nó sôi lên. Lúc nãy là tôi để lửa nhỏ. Tôi chuẩn bị 50ml nước. Cho một thìa bột năng vào. Quậy đều. Để cho cái món chè này có cái độ hơi sệt sệt sánh, tôi cho một chút bột năng vào. Các bạn vừa cho vừa thăm dò vừa đảo. Nếu thấy cái độ sền sệt mà vừa ý mình rồi thì các bạn dừng lại. Tôi thấy cái độ sánh như này là vừa theo ý tôi. Còn các bạn thấy
nó chưa vừa ý mình thì có thể cho thêm nhé. Bây giờ tôi cho đường. Đường thì các bạn cũng cho tùy ý. Các bạn thích ăn ngọt nhiều thì có thể cho nhiều lên. Chỗ này tôi cho là 250 gram đường. Các bạn có thể cho đường phèn, đường thốt nốt. Các bạn có thích loại nào thì cho đường đó. Nhưng mỗi loại đường nó sẽ có độ ngọt khác nhau. Vì vậy các bạn phải nêm nếm theo ý mình. Cho đường vào nó sôi lại, tôi tắt bếp. Món chè này có thể ăn kèm với nước cốt dừa. Nếu bạn nào không muốn ăn nước cốt dừa cũng được. Chỉ ăn kèm thêm với hạt trân châu, với dừa nạo cũng rất là ngon. Nếu mà ăn nước cốt dừa để trong lon này thì các bạn nên nấu lên. Chỉ cần đun sôi là phải tắt bếp ngay. Đun kỹ quá là nó sẽ tách dầu, sẽ không ngon. Trân châu sau khi đã luộc và ngâm vào nước lạnh cho nó nguội hẳn, các bạn vớt ra không ngâm nước nữa. Đây là dừa non nạo. Nếu bạn nào ở địa phương mình có cái loại dừa nạo mà dừa già ấy thì sẽ ngon hơn. Đây dừa tươi đã nạo rồi đây các bạn này, dừa non này đó, dừa đông lạnh. Món ăn của chúng ta đã hoàn thành. Chúc các bạn vào bếp thành công với món ăn này. Xin chào và hẹn gặp lại.